Dạ xin chào cô chú anh chị, quay lại với cơ quán ô tô cũ của em nha. Và hôm nay là một siêu phẩm em mới vừa về luôn chị, capo còn nóng luôn, chất đẹp cực kỳ, chưa dọn chưa rửa gì luôn. Em quay gửi để anh chị xem chất mộc mới về. Giới thiệu đến anh chị Mazda 3 2018 đi 41.000 cây và có cửa sổ trời nha, tiện nghi tươm tất hết rồi. Giá hôm nay chỉ có 485 triệu. Mời anh chị cùng em đánh giá chất mộc 41.000 cây của Mazda nha. Xin mời. Đầu tiên em mời anh chị đi một vòng quanh thân xe nha, để mình xem form dáng, độ bóng nước sơn rồi còn như thế nào ha. Chất xe mới về rất là đẹp luôn anh chị. Đây, Mazda anh chị thấy vuốt cái dáng xe đẹp cực kỳ không? Đó, form dáng nụt nè ha, dập lặn dập nổi liền lạc nè. Thiết kế rất là đẹp và thêm cái màu xanh Carbon này quá đẹp luôn á anh chị, rất là sang ha. Cái này là mới về em chưa có dọn rửa gì luôn nha, mà anh chị thấy chất mộc nước sơn còn bóng loáng á. Mazda nè, nổi tiếng về thiết kế rất là đẹp. Phía sau thì có một cái cản gió nhẹ nhẹ ở đây ha, tạo cảm giác rất là dễ chịu cho mình luôn. Đó. Biển Sài Gòn một chủ từ đầu nha. Đó. 1.5. Thiết kế đẹp nè. Tiện nghi công nghệ thì tươm tất hết rồi, mà giá hôm nay thì quá đẹp để anh chị sở hữu luôn. Xe 2018 mà chưa tới 500 triệu nữa, có 485 triệu. Giá này tội gì mua véo nè chị. Mazda vừa đẹp vừa tiện nghi mà xe đi ít chất lại rất là đẹp luôn. Nước sơn còn bóng loáng à, dập lặn dập nổi liền lạc ha. Rồi đây, đèn trong veo luôn nè anh chị. Có bóng dạng bóng chiếu nha, cho mình ánh sáng tốt hơn, đi đêm mình cũng yên tâm hơn nè. Mấy cái chi tiết này thì mới về chưa có dọn rửa nên nó chưa có được bóng lắm. Bên em spa xong là anh chị nhận xe là ưng ý liền. Cabo nè, nước sơn cabo zin nha. Rồi, logo rơm này kia là còn sáng trưng. Đèn hai bên thì đều còn trong veo, không đục bể, không mố vàng gì hết nha. Mới tinh, mang màu xanh Carbon rất là đẹp mắt luôn. Anh chị nhìn cái mâm mới về chưa có dọn mà đẹp vậy nè anh chị. Bóng loáng sáng trưng luôn. Dấu son vỏ nè. Đĩa nè, bố thắng nè, đều còn rất là mới nè. Tuần thứ 13 năm 2018. Vỏ zin theo xe, anh chị nhìn cái độ dày vỏ nè. Đi được nhiều lắm nha anh chị. Tiết kiệm quá chừng luôn, xe đẹp mà giá rất là tốt luôn à. Dán phim che mưa, viền quanh kính nè. Keo chỉ động cơ hộp số nguyên zin, bên em có văn bản chứng nhận để anh chị an tâm mình mua cho nó dễ nha. Tab bi da còn nguyên mới luôn, kính auto nè. Rồi, nội thất chưa dọn mà anh chị nhìn đẹp nè. Đó, căng nét luôn á anh chị. Chất ghế zin nè. Còn đã lắm nha. Ni lông ở đây vẫn còn để cho mình bóc luôn. Anh chị thấy uy tín không? Cái chỗ này rất dễ trầy cho nên là chủ không có bóc ni lông ha. Hạn chế trầy. Đó, dấu son còn đầy đủ nha. Từng cái ngóc ngách nhỏ em vung quay rất là kỹ để anh chị xem. Nên là mong anh chị có ưng ý xe, nhớ ưu tiên gọi cho em nha. Đây, ga tự động, lấy chuyển số vô lăng. Cảm biến áp suất lốp cũng khá là tương tất hết rồi. 40 à. 41.900 cây mà chất quá đẹp luôn á anh chị. Còn chưa tới 500 mà xe có cửa sổ trời, thiết kế đẹp, xe Nhật lành tính tiết kiệm. Gian lạnh thì mát rượi. Mấy cái núm vặn anh chị thấy còn mới tinh không? Mấy cái này là hay dùng lắm nè, mà còn sáng trưng à. Là anh chị biết cỡ nào rồi. Tác lô rồi còn nguyên mới luôn, thiết kế rất là đẹp. Mazda là đẹp khỏi cái bàn rồi đó. Chế độ lái sport nè. Lên đạp nghe đã, hiện hiện hiện. Phanh tay điện tử nha. Đã không? Chìa khóa nè. Mới tin. Mấy cái này anh chị thấy ốp cái này nhìn nó rất là sang nha. Nè. Tuyệt vời, để tay được cũng rất là thoải mái. Mazda ngồi ở phía trước, cái khoang phía trước, khoang lái ngồi nhìn rất là dễ chịu, rất là thích tại nó đẹp lắm. Cửa sổ trời, thoáng đãng cả xe. Nội thất mới về chưa dọn mà anh chị thấy không có dơ, rất là sạch, rất là đẹp luôn anh chị. Chất xe đẹp cực kỳ. Rồi. Đây phía sau này. Chị nhìn nè. Đó, keo chỉ là nguyên zin ha. Bên em có văn bản chứng nhận cho anh chị ha. Mua bán rất là dễ luôn. Xe chuẩn chỉnh, dễ mua, dễ bán. Đây. Chất ghế phía sau này. Anh chị thấy ghế dáng Mazda đẹp không? Đi ít nó đẹp lắm. Bệ thì tay rất là to nha. Đó, Mazda 3 ngồi phía sau cũng khá là thoải mái nè. Cửa sổ trời để cả xe thoáng đãng, nội thất chưa có dọn, chưa có khử mùi tách ẩm diệt khuẩn gì luôn mà đẹp vậy rồi đó anh chị. Bên em spa lên nữa là anh chị lên là mê liền. Tiêu hao nhiên liệu tầm 5 cho tới khoảng 7 lít ha, dập nổi quanh xe liền lạc nè. Mâm vỏ phía sau ga gió còn, độ dày vỏ còn khá là dày luôn, mâm không thấy chày xước gì luôn nha anh chị. Dấu son của vỏ nè. Có Việt Nam mình có nhiều anh chị cưng xe đi giữ gìn rất là kỹ lưỡng, rất là đẹp.
như cái cản gió này nhìn dễ thương lắm anh chị. Kêu chị góp nguyên zin nè, ở ra ngoài đây ngoài trời nên là quay có hơi ồn thì có gì anh chị thông cảm giùm em nha, nhưng mà quay về thì anh chị thấy cái chất xe nó được rõ hơn, nó đẹp hơn ha. Có tấm lốp cốp sạch sẽ luôn, xe này là anh chị biết gia đình đi kỹ lưỡng rồi. Lên đây bỏ sơ cua anh chị nhìn nè đó, còn mới tinh, đồ nghề là đầy đủ nha. Xe chủ trước để cái chổi ở trên xe là biết, khăn ở trên xe là biết là cưng xe cỡ nào rồi, kỹ cỡ nào rồi đó. Chị nhìn cái gầm gầm này em chưa dọn rửa gì luôn, còn mới tinh sáng trưng luôn nè anh chị đó. Mấy cái này khó nhìn lắm nên là em lia camera vào để anh chị quan sát cho nó dễ. Và đèn cực kỳ đẹp nha, đèn tròn rất là dễ thương. Buổi tối anh chị mở lên, mở đèn đi nhìn nó sang trọng mà nó thanh lịch cực kỳ luôn. Cái này em nói thiệt, Mazda là đẹp lắm, nam đi cũng đẹp, nữ đi cũng đẹp, rất là hài lòng khách hàng, thiết kế rất là nịnh mắt ha. Này là cảm giác xuất lớp anh chị, mâm không có thấy cái nào khó chạy xước gì luôn, là biết anh chủ anh đi anh giữ kỹ cỡ nào rồi. Vỏ thì còn rất là dày, xe có thể đi nhiều hoặc đi ít, nhưng mà quan trọng là chủ giữ cái chất xe nó cỡ nào nha anh chị. Xe này thì 28 41 ngàn, nó không phải là quá quá ít, nhưng mà như vậy so với đời xe là đã ít rồi anh chị, mà được cái chủ giữ gìn rất là kỹ nên mình mua mình cũng đỡ rất là nhiều ha. Đây, keo chỉ bản lề nguyên bản hết nè anh chị, cái ni lông này mà vẫn còn thì anh chị biết cỡ nào rồi, rất là đẹp luôn. Vỏ zin theo xe vẫn còn, vì già êm tai mà nhìn thiết kế màu sắc phối màu nó hài hòa mà đẹp mắt lắm. Chất ghế sạch sẽ cực kỳ thích, khách có những khách hàng đúng là giữ gìn rất là kỹ, xe mới về mà nội thất sạch leng keng luôn, chưa có dọn rửa gì hết nha anh chị. Em nhắc lại là chất mộc mới về, em quay để anh chị xem. Đăng kiểm còn tới tháng 3 2026, xe thì cũng đã trang bị camera hành trình rồi đó, có ga tự động, lẫy chuyển số vô lăng, một vài cái cơ bản đủ mình dùng rồi. Để em mở cái động cơ lên cho anh chị xem nè. Và đây nguyên chưa mất miếng keo miếng chỉ nào nè anh chị, cabo chưa ra nè, đây chỉ nè, mấy cái lỗ tròn mấy cái ti là còn nguyên hết luôn á anh chị đó, đẹp chưa. Rồi bên này cũng vậy, đây dấu son nè đó, anh chị thấy đẹp không, chưa chạm bất kỳ một con ốc nào nha, khung xương máy móc nè chắc nịch liền lạc luôn, máy mới tinh nè anh chị, 41.000 cây mà cái máy vậy nè đó, đẹp cực kỳ luôn, đẹp như là nội thất ha, ngoại thất nội thất rồi động cơ tất cả đều đẹp, chưa có dọn chưa có xi ba đó mà anh chị thấy đã đẹp vậy rồi nè đó. Xe thì em có văn bản chứng nhận, anh chị mua rất là thoải mái luôn, còn cái này chất mộc mới về nó đã đẹp như vậy rồi thì anh chị chỉ có nhanh tay gọi cho em zoom chốt liền thôi nha. Siêu phẩm luôn, Mazda 3 2018 mới có 41.000 cây, một chủ nâng niu giữ gìn rất là kỹ lưỡng, anh chị mang về là chỉ có đi thôi, không có tốn chi phí gì thêm luôn. 41.000 cây, vỏ zin theo xe vẫn còn, 485 triệu sở hữu chiếc xe Mazda 3 đó, gà đẻ trứng vàng của nhà Mazda, mang màu xanh Cavenside sang trọng, thiết kế thanh lịch đẹp mắt, cửa sổ trời đó, camera hành trình đầy đủ hết trơn luôn, mang về là đi, thiết kế thì quá đẹp rồi. 485 triệu thôi, giá này anh chị lên xem xe gặp em Dung có thương lượng nha.